5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân nhà là khoảng thời gian quá đủ với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau trận mở màn thắng Lào 3-0, đây là lúc mà đội tuyển của chúng ta có thể nghỉ ngơi và tập luyện hướng tới trận đấu quan trọng nhất của vòng bảng. Malaysia là đối thủ khó nhằn nhất theo đánh giá của giới chuyên môn tại bảng A. Dù họ không có màn trình diễn quá ấn tượng trước Campuchia, nhưng cũng không thể xem thường đội bóng này. Đội tuyển Việt Nam có tới gần 8 ngày nghỉ trước khi đá với Malaysia. Trong khi đó, đối thủ của chúng ta sẽ phải đá liên tục với mật độ 4 ngày của trận. Gặp Malaysia chắc chắn sẽ khác rất nhiều so với trận đấu có phần tẻ nhạt của đội tuyển Việt Nam trước Lào. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không thể kiểm soát bóng tới 84% như điều đã diễn ra ở hiệp 1 ở lượt trận đầu tiên. Và tất nhiên, cũng dễ có những sự thay đổi về nhân sự. Trong tay ông vẫn còn những quân bài mang tính chiến thuật cao, có thể được xem là quân bài tẩy để hướng tới chiến thắng trước người Mã. Đầu tiên, phải kể đến đó là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Ở lượt trận đầu tiên, Văn Toàn không được thi đấu một phút nào, dù đối thủ chỉ là Lào. Người được tung vào sân ở trận đấu đó thay cho anh Đức lại là Tiến Linh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Văn Toàn không có cơ hội thể hiện mình ở giải đấu năm nay. Anh không ra sân ở trận Lào, đơn giản vì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn muốn giấu bài. Trước Lào, ông không muốn đối thủ biết về những gì mà Văn Toàn có thể tạo ra. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng thi đấu nhiệt huyết luôn giúp Văn Toàn tạo ra những đột biến. Và chắc chắn, khi mà những Quang Hải hay Văn Đức và Văn Quyết có thể bị bắt bài, thì khi đó Văn Toàn sẽ là người tạo ra sự đột biến. Ở AFF Cup năm nay, chắc chắn anh sẽ là nhân tố quan trọng trong những trận cầu mang tính quyết định. Người thứ hai không được ra sân ở trận Lào, có thể đá trận gặp Malaysia và tạo nên bất ngờ, đó là Hùng Duy. Nhắc lại lần nữa để thấy, các cầu thủ như Quang Hải, Văn Đức hay Công Phượng bị các đối thủ soi rất kỹ, có thể khiến chúng ta gặp khó khăn. Và khi ấy, cũng giống như Văn Toàn, Hồng Duy hoàn toàn có thể tạo ra đột biến. Còn nhớ ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, Hồng Duy đã chơi tuyệt hay và trở thành nhân tố quan trọng trong những trận cầu của U23 Việt Nam. Vắng mặt ở ASEAN và không có lý do gì, anh lại không tạo nên dấu ấn ở giải đấu mang tính khu vực như AFF Cup 2018. Hãy cùng chúng tôi chờ xem liệu rằng Văn Toàn, Hồng Duy hay cả hai sẽ tạo nên những sự bất ngờ thú vị ở trận gặp Malaysia diễn ra vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 11 tới.